Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa chủ trì hội nghị thẩm định đồ án quy định chung đô thị Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040. Theo Bộ trưởng Nghị, tỉnh Thanh Hóa có vị trí quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Chính vì vậy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã đề nghị tỉnh Thanh Hóa và đơn vị tư vấn phải hoàn thành đồ án này trong thời gian sớm nhất. Được biết, đồ án có phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính thành phố Thanh Hóa và huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Với quy mô là hơn 228 km vuông, dân số hiện trạng khoảng 605.000 người, dự báo dân số đến năm 2040 khoảng 1 triệu người. Cục Bộ trợ tư pháp thuộc Bộ Tư pháp vừa yêu cầu Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh báo cáo toàn bộ quá trình đấu giá quyền sử dụng đất lô 312 thuộc khu đô thị Thủ Thiêm do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Theo Cục Bộ trợ tư pháp Đơn vị này đã nhận được nhiều thông tin từ dư luận và báo chí về việc đấu giá khu đất nêu trên, đề nghị Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành báo cáo trước ngày 25 tháng 1. Được biết, Cục Bổ trợ Tư pháp có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Quản lý Nhà nước và tổ chức thi hành pháp luật về lĩnh vực bổ trợ tư pháp, bao gồm luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên, thừa phát lại, vân vân. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC. Theo đó, ông quyết bị phạt số tiền là 1,5 tỷ đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Ngoài ra, ông quyết còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng. Trước đó, ông Trịnh Văn Quyết đã bán gần 75 triệu cổ phiếu FLC vào ngày mùng 10 tháng 1 mà không báo cáo về dự kiến giao dịch. Ủy ban nhân dân xã Lộc Nam vừa báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng về việc một quả đồi trên địa bàn xã bị người dân địa phương tự ý san ủi, cạo trọc để làm đường trái phép. Theo đó, người dân vi phạm là ông Đặng Văn Lộc, ngụ tại thôn 5 trên địa bàn xã. Ủy ban nhân dân xã huyện Lộc Nam khẳng định, ông Lộc thực hiện san gạt thi công khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép với diện tích hàng nghìn mét vuông. Liên quan đến việc này, Ủy ban nhân dân xã đã báo cáo và đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xử phạt hành chính hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai đối với ông Đặng Văn Lộc. Thành phố Đà Nẵng đang xin ý kiến Bộ Xây dựng để điều chỉnh bổ sung quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại dự án không gian sáng tạo Tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Theo chính quyền địa phương, dự án Không gian sáng tạo là dự án đầu tư lớn với tổng số vốn đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng do công ty cổ phần tập đoàn công nghệ CMC đăng ký đầu tư. Dự án này dự kiến sẽ khởi công năm 2021, tuy nhiên chưa được thực hiện. Vì vậy, sau khi nghiên cứu và lấy ý kiến của các bên liên quan, địa phương đã quyết định bổ sung quỹ đất là 20% vào dự án Không gian sáng tạo tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ để xây dựng nhà ở xã hội. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 trên 500 khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cầm Xuyên. Khu đô thị này được quy hoạch có diện tích khoảng 185 ha, được quy hoạch là khu ở dân cư đô thị, khu du lịch, cây xanh thể dục thể thao, vui chơi giải trí với kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phù hợp với quy hoạch chung đô thị. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển Nguyễn Kim Thanh Hóa vừa xin chính quyền cho trả lại lô đất tại đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. Khu đất này rộng 2,2 hecta được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho công ty Nguyễn Kim Thanh Hóa thuê vào năm 2015 để triển khai dự án Trung tâm Thương mại Nguyễn Kim Thanh Hóa với nguồn vốn là hơn 900 tỷ đồng. Được biết, tiến độ hoàn thành dự án và đi vào hoạt động là từ tháng 7 năm 2018. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn đang nằm trên giấy. Liên quan đến việc này, tỉnh Thanh Hóa đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các bên liên quan, xem xét đề nghị của Nguyễn Kim Thanh Hóa để tham mưu báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 2 năm 2022. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 khu công viên Vườn Hoa thuộc ô quy hoạch B1.1 tại thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, theo đó, ô đất này có quy mô nghiên cứu quy hoạch là hơn 18 ha. Được biết, mục tiêu của quy hoạch nhằm tạo lập một khu công viên cây xanh kết hợp hồ điều hòa hiện đại, đồng bộ về kiến trúc hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp với các lực lượng chức năng huyện Tràng Định điều tra vụ hủy hoại hơn 6.000 m2 rừng tự nhiên xảy ra tại thôn Bản Nhàn, xã Hùng Việt. Theo công an, từ giữa năm 2021, ông Hoàng Trí Thiện, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Hòa Bình có thuê 12 hecta đất rừng sản xuất của 10 hộ dân tại xã Hùng Việt để trồng cây cát sâm. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng đất, công ty này đã tự ý thuê công nhân, máy xúc thực hiện việc đào, san ủi đất, phá cây, khoan hố đào hầm khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Đến nay, hơn 6.000 m2 rừng tự nhiên đã bị hủy hoại, khiến dư luận vô cùng bức xúc.